Vâng, em Luân xin được hân hoan gửi lời kính chào tất cả các bác và thưa các bác cùng anh chị em thân mến ạ. Qua một kỳ nghỉ lễ dài, rất là cảm ơn các bác của anh em đã nhiệt tình ủng hộ. Và trong clip buổi trưa ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 9, vâng ạ, bắt đầu một năm học mới rồi. Hôm nay em được đón tiếp anh Quang về mấy cửa hàng từ Hà Đông, Hà Nội các bác nhé. Từ Hà Đông, Hà Nội cũng rất là xa xôi, anh em rất là quý mến về cửa hàng để ủng hộ một bộ sản phẩm có tổng trị giá là xấp xỉ 30 triệu đồng các bác nhé. Và thưa các bác của anh em là anh Quang có chia sẻ đó là ở trên Hà Đông ấy ạ, hoặc là gần nhà thì cũng có rất nhiều anh em bán, nhưng mà vì quý mến và tin tưởng đúng không ạ, nên cũng đường xa xa xôi xuống tận cửa hàng em để sắm một bộ sản phẩm. Thì trong clip này em sẽ giới thiệu chi tiết là các thiết bị để các bác của anh em mọi người có nhu cầu mua sắm thì sẽ alo và gọi điện cho em các bác nhé. Đầu tiên đó là đôi loa B3 hàng bãi xịn đến thương hiệu của Đức. Tên sản phẩm là B3 Beta 3. Mã sản phẩm là X15i các bác nhé. Bát 40 từ 220 coi 100. Tép từ 17 coi 7,2. Và em xin được trân trọng giới thiệu, em vừa về thêm được 12 đôi nữa. Đấy. Thì có lẽ trong clip sau em sẽ quay và review cụ thể tới các bác của anh em. Em luôn chuyên B3 các bác ạ. Chuyên B3 hàng chính hãng, hàng thương hiệu xịn, thương hiệu nổi tiếng đình đám các bác nhé. Hàng rất là chất luôn. Ok chưa? B3X15i. Giá hiện tại cho các bác của anh em tại cửa hàng là 19.500.000. Tại cửa hàng các bác nhé. Còn giá bao ship đôi loa này đó thì nó rơi vào tầm khoảng ngoài 21 triệu. Đôi loa này rất to, rất là nặng đó. Và hàng ngày em gửi đi cho anh em khá là nhiều đó. Em cũng đang chuẩn bị hàng để gửi cho anh em. Đây ạ, hai đôi loa B3 cả nhà nhé. Quấn cẩn thận, tí nó sẽ gửi cho anh em tại Nam Định đúng không ạ? Đấy. Rất chất đúng không ạ? Bốn đôi loa đây ạ. B và S, đây những đôi loa cũ của Trung Quốc. Em gửi cho anh em tại Quảng Ninh. Và lô này vậy là hết sạch các bác nhé. Còn bốn đôi hôm nay bán hết luôn các bạn. Một anh lấy hết, không để cho bác nào mua nữa rồi đúng không ạ? Đó. Còn X15i đây, cả nhà nhu cầu mua sắm alo em nhé. Đấy, mua cửa hàng chuyên vẫn là yên tâm các bạn. Đó, em sẽ quay video nội thất của lô loa này trong clip sau đúng không ạ? Đó, tiếp tục em xin giới thiệu với bộ sản phẩm này. Một con đẩy LKS. Rất là chạy hàng đúng không ạ? Em có mười mấy con, em bán trong vòng 3 hoặc 4 hôm là không còn con nào, giá rất hợp lý. Con này nó hết hàng rồi nên em cũng không cần phải giới thiệu và cũng không cần phải báo tiền nữa đúng không ạ? Đúng cả nhà, bởi vì không còn hàng mà. Đấy, LKS. Đó. Vang GD Gutin, con đẩy này em bán 3 triệu một con các bác này, nhưng mà không còn con nào các bác nhá, hết sạch rồi. Con đẩy này là anh trai Quang đặt tiền từ rất là lâu rồi mà em nói thật sự các bác là hôm nay phải nói là xin lỗi anh Quang, mấy anh Quang rất là thoải mái đúng không ạ? Đấy, chuyển tiền cho em từ lâu lắm rồi nhưng mà em không ghép được. Đấy, chuyển tiền cho em lâu lắm rồi các bác của anh em thân mến, là ở trên thị trường đấy ạ. Thì nhiều anh em thì cũng có thể là dành một chút đúng không ạ? Thì các bác chỉ cần có nhu cầu thôi là anh em đã ghép lên để cho các bác xem thử rồi. Nhưng mà đây anh Quang chuyển tiền cho em phải đến nửa tháng rồi anh Quang nhỉ, đúng không ạ? 20 ngày rồi. Đấy. Thì đến hôm qua em mới ghép được cho anh đúng không ạ? Đấy. Anh chuyển cho em 1 triệu, sau đó anh chuyển tiếp cho em 5 triệu nữa cả nhà. Đấy. Xong rồi phải đến gần 20 ngày em mới ghép được cho anh. Đấy, mình ngại đúng không ạ? Ok, cảm ơn anh em cũng rất là thoải mái tin tưởng đúng không ạ? Chứ gặp nhiều chỗ khác là ui giời chuyển tiền này là mất ấy, đúng không các bác? Đấy. Ok chưa? Một con vang Grey Gutin huyền thoại các bạn nhá. Huyền thoại, vang số chỉnh tay. Một bộ micro không dây PSVK6. Một bộ chuyển đổi. Ok chưa? Đó là tất cả những gì có trong bộ sản phẩm này. Đó, đôi loa chất lượng nhất các bạn, đôi loa bãi xịn các bạn nhé. Đó, thùng gỗ sơn gần bóng màu đen, chất lượng cực kỳ luôn. Đó, hàng thì đảm bảo cho các bác của anh em là zin nguyên bản tuyệt đối 100% đúng không ạ? Anh em mua hàng, đặt hàng mà về nhận hàng không zin, chuyển hoàn lại cho em trả tiền cước 2 triệu. Đó là quan điểm làm việc của em các bác nhé. Và B3 thì nó sẽ làm hài lòng tất cả các đôi tai của các bác của anh em, tiếng chi tiết đều giải, bát trung tép các bác nhá. Em mời cả nhà nghe. Xin mời ạ. Tiếng bát đánh rất là sâu chắc, tiếng ấm tiếng bát.
tiếng tép nó rất là sắc nét, chi tiết, không chói. Các bác của anh em thân mến, đây là tiếng tép chi tiết, sạch sẽ. Tôi lính trận xa nhà, từng đêm phút vui nguyện theo gió mưa, biết ai đâu hẹn hò, lòng người hay đắn đo. Trời đã ban cho bạn đường là tay súng mến yêu tôi thủy. Có chất lượng chưa? Đi đánh trận trăm miền. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Tiếng hay, chi tiết, sạch sẽ, lét tiếng, nghe không chói tai và nghe nó không mệt các bạn. Đấy, đây là dòng loa xịn các bác nhá. Thương hiệu thì là quá là nổi tiếng rồi đúng không ạ? B3 các bạn nhá. Đó, hàng cực kỳ là chất VIP, giá thì lúc nào cũng phải là rất là hợp lý cho các bác của anh em. Và ở đây các bác nhá, hôm nay thì anh em ở xa về và cũng có cái chia sẻ rất là thật, đó là ở gần nhà cũng có nhiều anh em bán và cũng rất là nhiều cửa hàng to luôn, nhưng mà về tới cửa hàng em thì em xin được tặng anh một đôi dây ca lông, nó chưa phải là hàng xịn nhưng nó là hàng đẹp và đắt tiền các bác nhé, rất là chuẩn đó, đôi dây ca lông này, ok chưa? Còn dây đắt tiền có thể nó đến 400-500 ngàn một dây, hàng triệu một dây, nhưng mà dây này thì hiện tại em hàn lên là mất 170-180, còn em bán thì là 200. Đấy, và có thể các bác nhé, anh em có thể sử dụng cái dây đắt tiền hơn nữa. Dây thì hiện tại giờ em đang sử dụng đó là dây FPT của Italia và dây Carlos của Đức các bác nhé. Đó, còn cái rắc đúng không ạ, thì em có thể sử dụng những cái rắc đắt tiền, còn rắc này cũng là rắc chuẩn rồi các bác nhé. Nó hơn rất nhiều những cái dây mà ở bên Chila họ hàn sẵn các bạn. Đây, dây Chila hàn sẵn đây ạ. Dây này thì cũng là dây tốt rồi các bác nhé, em nhập dây này cũng là dây tốt rồi. Đây là dây của Chila hàn sẵn. Đấy, nên em đổi cho anh đôi dây đẹp hơn. Đó, và mọi người có nhu cầu mua dây rắc xịn, alo em. Em có rắc của hãng Lưu Trích cả nhà nhé. Dây mạ vàng và dây mạ bạc. Đấy, ok. Một lần em xin được cảm ơn anh Quang nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Đấy, chuyển tiền cho em 20 ngày em mới ghép cho, ngại quá đúng không ạ? Em nhiều công việc. Đấy, rất cảm ơn anh này có mặt tại nhà em. Đó, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Và thưa các bác của anh em, mọi người có nhu cầu mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh và ủng hộ em Luân, hãy liên hệ cho em với hai số máy 0365888988, 0368915555 đúng không ạ? Địa chỉ em Luân tại trụ thượng Đồng Lạc, Chi Linh, Hải Dương, và em có thể giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác. Và bộ sản phẩm này đúng không ạ, là bộ thứ 50 hay 51 rồi nhỉ? Em tính tạm 50 đi chứ 51 sợ là không chuẩn, vì là mấy ngày lễ em bán mấy bộ liền các bạn, mấy ngày lễ vừa rồi là bán mấy bộ liền. Thì bộ này là bộ thứ 50 và hạ quyết tâm tháng 7 là 70 bộ đúng không ạ? Đấy, và em có một câu nói đó là tháng 7 là đòn 7 ở tháng 8. Tháng 7 bán 70 bộ thì tháng 8 chắc phải bán 80 bộ các bạn. Tháng 9 là 90 bộ đúng không ạ? Và tháng 12 là tháng Tết là bán 120 bộ. Đấy, ok chưa? Nói chơi vậy thôi, năm nay thì cũng chưa biết là như thế nào, nhưng mà có những năm các bạn, những ngày Tết chúng em bán đến mười mấy bộ một ngày là có các bạn. Đấy, những năm 2019-2020. Ok, một lần xin được cảm ơn tất cả các bác cùng anh em trên mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn quan tâm, tin yêu và ủng hộ. Và em xin chào, hẹn gặp lại các bác cũng như anh em ở một clip tiếp theo ạ. Em bắt tay bác Quang. Cảm ơn anh nhá. Vâng, Hà Đông, Hà Nội, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng.